Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại liên lạc của bên em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 19 tháng 6 năm 2019 thì bên cơ sở lan rừng em cập bến nhiều loại mặt hàng lan rừng mới đáng sưu tầm. Hôm nay thì em vẫn có những phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng, những cây hàng có một số cây sẽ hàng là hàng lá mít rất là đẹp, rất là đặc sắc luôn. Thêm những cái giò dáng hương đuôi cáo đặc sắc ạ. Và những cái cây cẩm báo lá mít rụt lá tròn rất là đẹp, lá xếp lá mít tròn rất là đẹp. Và ngoài ra thì thêm nhiều cái mặt hàng kg đẹp này. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền ra cho bên người phát hàng ạ. Giá em báo ở đây thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng thì có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp ạ. Rồi sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng cái mặt hàng và báo giá tới tất cả các cô chú anh chị và các bạn những cái mặt hàng hiện tại bên nhà em đang có nhé. Cái mặt hàng đầu tiên nhất em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị và các bạn đó chính là dòng đai châu ạ. Đây đai châu. Đây là hàng đai châu khai thác trực tiếp từ rừng cô chú anh chị nhé. Ở thời điểm hiện tại đang vào đầu vụ của cái cây đai châu, cái mùa trồng đai châu. Cô chú anh chị đai châu rừng ạ. Đang đầu vụ của cái khai thác đai châu rừng và đây là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị có thể ghép những cây đai châu rừng để chơi hoa Tết. Đây cô chú anh chị xem này, bây giờ cô chú anh chị ghép thì đến Tết sẽ được chơi hoa trọn vẹn luôn. Cho cô chú anh chị mà mua sát Tết hóa thì những cái bông hoa của nó, nụ của nó sẽ bị rụng ạ. Hiện tại một số rễ non của nó đang bung này. Đấy. Đây là hàng khai thác trực tiếp từ rừng nên là nó sẽ không được đẹp mã như là cái hàng bóc trụ. Tuy nhiên thì cái hàng này nó sẽ rất là khỏe cây cô chú anh chị ạ. Và nhìn nó cũng có cái nét độc đáo riêng của những cây hàng bắc trụ của hàng khai thác từ rừng. Đấy. Em bán với giá là 550.000 cho 1 kg hàng đai châu bắc rừng và số cây thì có thể lên từ số cây có thể dao động từ 3 đến 25 cây, tức là cô chú anh chị có thể lấy 1 kg khoảng 3 cây cũng được hoặc là 1 kg khoảng 25 cây cũng được. Hoặc là 4 cây hoặc 1 kg khoảng 5 cây cũng được. Đó, tùy cô chú anh chị có thể lựa chọn. Tại vì ở đây hàng này là solo, có nhiều cây to nhỏ khác nhau. Đấy. Nên là cô chú anh chị có thể lấy 1 kg bao nhiêu cây thì bọn em cũng có thể chọn cho cô chú anh chị được. Rồi mặt hàng tiếp theo đó chính là hoàng thảo hoàng lạp. Hoàng lạp đây cô chú anh chị nhé. Hoàng lạp rất là xanh, là đẹp luôn như thế này. Em bán với giá là 140.000 cho 1 kg hoàng lạp nhé. Dòng lan này thì rất là dễ trồng, dễ thuần luôn. Cô chú anh chị biết ở đâu thì nó cũng sống luôn. Cái dòng lan này dễ trồng lắm ạ. Cực kỳ là dễ sống luôn. Em hoa thì lại rất là đẹp. Em bán với giá 140.000 1 kg. Chơi thân lá không đã đẹp rồi, còn chưa nói đến chơi hoa luôn đấy ạ. Rồi dòng lan tiếp theo. Dòng lan tiếp theo đó chính là kiều vàng. Kiều vàng với giá là 180.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. 180.000 1 kg kiều vàng. Dòng lan tiếp theo là ngọc thạch ba màu ạ. Ngọc thạch ba màu, đây là dòng lan ngọc thạch ba màu bắc cô chú anh chị nhé. Nên là hoa của nó sẽ có ba màu sắc đẹp, sắc nét rất là đẹp ạ. Ba màu tím, vàng, trắng, đẹp một cách sắc nét luôn. Ngọc thạch ba màu em bán với giá là 180.000 1 kg. Và cái hàng này thì cái thân lá của nó khá là mỏng, nên là khi mà đỡ vận chuyển đóng gói đi xa thì chắc chắn là cũng sẽ có một cái số những cái lá của nó sẽ vàng. Tuy nhiên thì cô chú anh chị cứ đừng có theo em thì nó cũng không có vấn đề gì lớn. Tại vì những cây này thì đến mùa thắt ngọn thì nó cũng sẽ rụng hết lá thôi ạ. Quan trọng là những cái thân này này, mình nuôi dưỡng những thân này để cho nó khỏe mạnh và đến khi nó cho hoa thôi ạ. Em bán 160.000 cho 1 kg nhé. Mặt hàng tiếp theo là hồ điệp rừng. Hồ điệp rừng thì hiện tại thì số lượng hàng cũng còn rất là ít thôi ạ. Đó. Một bó như vậy thì nó chắc chỉ rơi vào khoảng tầm 200g thôi, 200-300g gì đó thôi ạ. Thì được rất là nhiều đầu ngọn luôn cô chú anh chị nhé. Em bán 1 kg với giá là 180.000 ạ. Thì ở đây một số nơi người ta bán một cây có thể lên đến 10.000. Tuy nhiên thì ở đây để tránh những cái sự thắc mắc về những cái khi mà đóng gửi theo cây to nhỏ ạ. Thì em sẽ bán theo kg, tức là 1 kg là 180.000 cho 1 kg. Mặt hàng tiếp theo là cái lô dáng hương đuôi chồn. Thực sự cái lô dáng hương đuôi chồn này về rất là đẹp luôn và nhiều cây to cô chú anh chị ạ. Nhưng mà cái hàng đóng gói ở rừng về, vận chuyển ở rừng và sống ở cái môi trường khắc nghiệt nên là cũng sẽ có những cái một số cây thì nó bị lá sâu cắn này. Đấy. Nên là không phải do lỗi vận chuyển mà do ở sống ở điều kiện khắc nghiệt nhá. Rồi là vận chuyển từ rừng về cũng có thể có một số lá nó bị dập một chút này. Đó.
Hàng thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Em bán với giá là 220.000 cho 1 kg nhé. Tuy nhiên thì ở đây thì nó cũng có cây to cây nhỏ lẫn lộn nhau chứ không phải là hoàn toàn là cây to đâu ạ. Đấy. 220.000 cho 1 kg. Và đây là vảy rồng của vùng Cao Bằng, quá là xanh, quá là đẹp như vậy. Hàng thì hiện tại đang rất là sai nụ, tuy nhiên thì nụ nó rất là dài rồi này, cô chú anh chị xem này. Cái vòi nụ của nó rất là dài rồi và vận chuyển đóng gói hỏng hết nụ luôn cô chú anh chị ạ. Hàng này chỉ lấy để làm giống thôi. Dòng lan này cũng rất là dễ trồng, dễ chăm. Em bán với giá là 150.000 cho 1 kg nhé. Tiếp theo là quế bạch nhạn này. Bạch nhạn xanh mướt, rất là đẹp này. Bạch nhạn em bán với giá 180.000 cho 1 kg nhé. Và đây là quế tím ạ. Đây cô chú ý chị xem. Quế tím em cũng bán với giá là 180.000 cho 1 kg nhé. Đấy, cây quế tím này ạ. Và sang bên này là hoàng thảo nghệ tâm. Hoàng thảo nghệ tâm hôm nay lô về rất là đẹp luôn cô chú ý chị ạ. Và em đã chia ra theo từng bó. Đấy. Mỗi một bó như vậy em bán với giá là 50.000. Và 50.000 cô chú anh chị nhìn xem ạ, bó to đùng như vậy này. Cô chú anh chị thoải mái ghép được một giò rất là to, hoặc là có thể ghép được hai giò nhỏ xinh cô chú anh chị nhá. 50.000 cho một bó nghệ tâm này. Nghệ tâm hay còn có tên là thạch hộc duyên dáng, bởi vì hoa của nó rất là đẹp luôn. Nhìn cây rối như vậy thôi nhưng mà khi mà lên giò có hoa thì hoa rất là xinh luôn cô chú anh chị ạ. Sang bên này là hạc vị Bắc. Hạc vị Bắc đây cô chú anh chị nhá. Hạc vị Bắc em bán với giá là 250.000 cho 1 kg. Hạc vị Bắc hay còn gọi là phi điệp hồng, một cái dòng lan rất là dễ thuần dễ trồng. Và nếu như cô chú anh chị xem những cái giò lan phi điệp hạc vĩ mà bán những cái chậu thuần, những cái bảng gỗ thuần thì giá nó khá là đắt đỏ cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên thì mình lấy những cái chậu hàng kg này về thì nhân giống tự ghép thì cái giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều luôn. Mà cũng chẳng tội gì phải mua những cái hàng thuần, theo em nghĩ là như vậy, bởi vì dòng lan này nó dễ thuần lắm ạ. 250.000 trong 1 kg thôi cô chú anh chị nhé. Rồi mặt hàng tiếp theo mới cập bến tươi roi rói luôn, đó là cái lan vũ nữ hoàng hậu cô chú anh chị nhé. Vũ nữ hoàng hậu ạ. Thì những cái giả hành hiện tại đang độ phát triển, giả hành to đùng luôn như thế này đó. Một cái chậu như thế này thì hàng một chậu như thế này thì em sẽ bán với giá là 150.000 cho một chậu nhé. Cái kích thước của cái chậu này thì khoảng tầm 18 cm, cái miệng, cái độ rộng của chậu này. Đó. Cây đang độ phát triển rất là khỏe đẹp và là những cái cây trưởng thành và có thể cho hoa cho nụ hết rồi cô chú anh chị nhá. Đấy, mỗi một chậu như vậy thì có từ ít nhất là từ 4 giả hành trở lên cô chú anh chị ạ. Và những cái giả hành tiếp theo nó vẫn đang còn độ đang tiếp tục lên đấy ạ. Và cái bộ rễ thì rất là khỏe luôn. Nói chung hàng này thì về chỉ việc đặt và ghép và để và ngắm thôi. Bán 150.000 cho một chậu hoàng hậu xanh này. Còn bên này là vũ nữ Barbie cô chú anh chị nhá. Vũ nữ Barbie thì em cũng bán một chậu như vậy với giá là 150.000 cho một chậu nhá. Đó. Và cái giả hành cũng rất là khỏe luôn như thế này. Ngắm cây không đã thích rồi, chưa nói đến ngắm hoa. Mặt hàng tiếp theo đó chính là hạc vĩ thiên cung lữ bố ạ. Hạc vĩ thiên cung lữ bố thì hoa cái loại lan này rất là giá trị luôn cô chú anh chị ạ. Một cốc một có những lúc em bán một thân như vậy thôi đã 150.000 rồi, có những lúc em nhập giá cao ạ. Thì thời điểm hiện tại thì lô này em nhập được giá rẻ nên là một cốc như vậy này từ 4 thân trở lên, ít nhất là 4 thân cô chú anh chị ạ. Tuy nhiên này gắn dài khác nhau cô chú anh chị nhé. Thì em bán với giá là 150.000 một cốc. Cái dòng này thì phải nói thực sự là rất là đáng sưu tầm, bởi vì hoa này nó cho sắc tím rất là đậm đà và rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Ngắm nếu như được ngắm một cái giò hạc vĩ thiên cung lữ bố này mà nở hoa thì em nghĩ là không ai là không mê. Đấy, hoa nó rất là đẹp luôn. 150.000 cho một cốc thôi cô chú anh chị nhé. Và bên này là giả hạc Pháp, một cái dòng lan sẽ cho hoa vào dịp Tết ạ. Một cốc giả hạc Pháp này cũng ít nhất từ 4 thân trở lên, rất là nhiều luôn. Tuy nhiên thì em cứ nói là từ 4 thân nhưng mà em nghĩ là chắc chắn là phải từ 5 thân trở lên hết ạ. Em bán một chậu như vậy với giá cũng 150.000 nhá. Cái dòng lan này cũng hoa rất là đẹp. Sang bên này thì em cũng có thêm cái dòng nữa sẽ nở hoa vào dịp Tết, đó chính là đen rô xuân. Đen rô xuân đấy cô chú chị ạ. Lô hàng hôm nay về rất là nhiều luôn. Một chậu đen rô xuân như vậy em sẽ bán với giá là 200.000 cho một chậu nhá cô chú chị nhá. 200.000 cho một chậu đen rô xuân. Và những cái chậu này thì khi mà đến Tết thì em nghĩ là chắc chắn là người ta sẽ bán đến giá tầm 300.000. Đen rô xuân này, đây là cái dòng đen rô xuân đại cô chú anh chị nhé.
nên là khi mà ra hoa, bông hoa của nó rất là to đẹp, và đặc biệt thì dòng lan này thì hoa rất là bền luôn cô chú anh chị ạ. À, hàng hôm nay về lượng khá là lớn. Đấy. Hoa thì rất là bền và màu sắc rất là đẹp luôn. Đó, cô chú anh chị xem ạ, hàng rất là đẹp như vậy. Cái này thì về cô chú anh chị chỉ việc treo, chăm tưới và đợi hoa Tết thôi. 200.000 cho một cái chậu đen đô xuân này nhá. Rồi trên này, trên này thì em có một số cái chậu hạc vĩ. Hạc vĩ đây là hạc vĩ Đà Lạt. Dòng lan này thì hoa nó nở tím gần như bằng cái hoa của hạc vĩ Thiên Cung Lữ Bố luôn. Hoa của nó sẽ đậm đà gần như là cái dòng hoa của Thiên Cung Lữ Bố luôn. Thì em hàng này thì em sẽ bán theo hình cô chú anh chị nhé. Hình này ở đây em sẽ gọi nó là cái hình số 69 ạ. Hình này là hình 69 này. Hình 69 rất là nhiều đầu ngọn luôn cô chú anh chị xem này, sum suê luôn. Cái giò này mà ra hoa thì tuyệt vời luôn này. Cái hình này thì em bán với giá là 480.000 cô chú anh chị nhé. Giò hạc vĩ. Giò hạc vĩ đây là giò hạc vĩ Đà Lạt cô chú anh chị nhé. Hoa rất là đậm đà. 480.000 cho cái giò này ạ. Là hình 69. Hình 70 đây cô chú anh chị nhỉ, nhìn chi chít mầm luôn. Cái chiều dài của nó hiện tại cây dài nhất thì chắc của cái giò này chắc khoảng tầm 30 cm nhé. Cái giò này thì không biết là bao nhiêu đầu ngọn em cũng không đếm. Cái giò này em sẽ bán với giá là cũng 480.000 ạ. Là số 70. Hình tiếp theo hình 71. Hình 71 này thì ít đầu ngọn hơn cô chú anh chị nhé. Hình 71 này ít đầu ngọn hơn. Hình này thì em sẽ bán với giá là 420.000 ạ. 420.000 cho hình này. Hình tiếp theo là hình 72. Đây hình 72 đây. Hình 72 này thì cũng thế, cũng sẽ ít đầu ngọn hơn. Hình 72 này thì em sẽ bán với giá là 400.000 cho hình 72 này. Hình 73, hình 73 này sẽ là một cái hình sum suê nhất của chú anh chị ạ. Dạ, thực sự rất là sum suê, rất là đẹp. Hình 73 này em bán với giá là 550.000 cô chú anh chị nhá. 550.000 cho giò cho hình 73 này. Đó, rất là đẹp luôn. Đấy, không phải chỉ lớp bên trên có mà bên dưới thì đều cũng có những cái đầu ngọn đây cô chú anh chị nhá. 550.000 cho hình số 73. Hình số 74 này. Hình 74 cũng có rất là nhiều đầu ngọn như vậy này. Đó. Sum suê luôn, chắc tầm trên hai khoảng tầm mười mấy 20 đầu ngọn gì đó. Em không đếm ạ. Hình này em cũng bán giá là 440.000 nhá. Hình này em bán với giá là 440.000 ạ. Rồi sang bên này thì em có thêm một cái phần phi điệp vàng. Phi điệp vàng mùa này thì nó chuẩn bị cho hoa rồi cô chú anh chị nhé, thắt hết ngọn rồi ạ. Và có những cái cây thì đây, những cái mắt nụ của nó đã nổi lên rồi. Phi điệp vàng thì hoa vàng rực rỡ rất là đẹp luôn. Cây ngắn ngắn vừa vừa rất là xinh luôn. Cái chỗ này em bán 150.000 cho chỗ toàn bộ phi điệp vàng này nhá. Và bên này thì em có một phần hương vani. Cây thân rất là mập mạp, đen chuỗi tím ngắt như thế này. Thân tím ngắt rất là dài. Nói chung là hương vani của vùng Cao Bằng bọn em thì nó rất là dài luôn cô chú anh chị ạ. Hoa thì đa số là cây thân tím này chắc chắn là sẽ rất là đậm màu. Chỗ phần hương vani này, đây cô chú anh chị nhìn ạ, rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 150.000 cô chú anh chị nhá. Và em có một cái combo bao gồm có một cái dề kiều tím này. Dề kiều tím rất là xinh này. Một cái dề hoàng phi hạc. Và hai dề hoàng lạp. Toàn bộ cái chỗ combo này em bán với giá là 150.000 nhá. Combo này 150.000 cho ba loại lan đẹp. Sang bên này sẽ là những cái phần cẩm báo, những cây cẩm báo hàng lá mít rất là xinh luôn. Và những cái phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng. Em bắt đầu từ em cũng đã chia ra theo từng hình để cô chú anh chị dễ quan sát và lựa chọn. Hình số 1, hình số 1 trước cô chú anh chị nhá. Hình số 1 là một giò dáng hương đuôi cáo, khá là khủng cô chú anh chị ạ. Đó, giò dáng hương đuôi cáo lá xếp và khá là khủng. Cái hình này thì nó bằng cái hàng nguyên bản luôn rồi cô chú anh chị ạ. Đấy, rất là đẹp luôn, rất là sum suê đẹp. Đấy, cái ngọn to đùng luôn ạ, rất là đẹp như thế này. Và cái phần gốc rễ của nó này cô chú anh chị xem này. Đấy, quá là kinh khủng như vậy. Hàng này thì cô chú anh chị về treo là không sợ bị chột lá xuống lá gì hết cô chú anh chị nhá. Cái giò dáng hương đuôi cáo to và đẹp như cái hàng nguyên bản này, em bán với giá là 1 triệu cô chú anh chị nhá. 1 triệu cho giò dáng hương đuôi cáo này. Đó. Là hàng lá xếp, bản lá dày dặn, chất lá dày dặn rất là đẹp luôn. Đấy, cô chú anh chị xem ạ. Thì cũng có hàng này thì cũng có rất là nhiều ngọn khủng. Hình số 1 là 1 triệu này.
Hình số 2. Hình số 2 đây là một cái dề dáng hương đuôi cáo khá là xinh. Này cô chú anh chị ạ, cây xem cây khá là khủng luôn này. Đó. Cây này một mẹ với hai cây con. Nói chung là cây mẹ cũng rất là khủng, vừa rồi cho vòi hoa rất là dài luôn cô chú anh chị ạ. Cái hình này thì em xin phép được bán với giá là 250.000 nhá. À, một mẹ, ba con cơ, không phải là một mẹ hai con đâu. Đấy, nó là một cái dề trung gốc luôn cô chú anh chị ạ. Nên là nó sẽ rất là khỏe cây. Những cái hàng dề thì thường là nó sẽ bằng cái hàng nguyên bản luôn ạ. Hình này em bán với giá 250.000. Tiếp theo là hình số 3. Hình số 3 đây. Hình số 3 là ba ngọn cẩm báo hàng lá mít nhá. Hôm nay cẩm báo của em toàn là hàng lá ngắn, lá xếp rất là đẹp luôn. Ba cái ngọn này em bán với giá, ba ngọn cẩm báo này đủ cô chú anh chị làm một giò quá đẹp luôn. Em bán với giá có 140.000 thôi nhá. 140.000 cho ba ngọn cẩm báo rất là đẹp này. Hình tiếp theo là hình số 4. Hình số 4 này thì em có bốn ngọn cẩm báo. Đây ngọn thứ nhất quá đẹp luôn. Phải nói là quá đẹp luôn. Và ba ngọn bên dưới này nhỏ này. Hình này em bán với giá là 200.000. 200.000. Hình tiếp theo là hình số 5. Hình số 5 đây có ba ngọn cẩm báo này. Ba ngọn cẩm báo lá mít xếp này, em bán với giá là 110.000. Hình tiếp theo là hình số 6. Hình số 6 này em cũng có ba ngọn cẩm báo này. Ba ngọn cẩm báo này em cũng bán với giá. Hình số 6 em bán với giá là 130.000. Hình số 7. Hình số 7 này em bán với giá 150.000. Đây có ngọn thứ nhất này, ngọn thứ hai và ngọn thứ ba đây. Ngọn thứ hai này, ngọn thứ ba, ba ngọn lá xếp rất là đẹp này. Đấy, ba ngọn cẩm báo lá xếp quá đẹp luôn. Đấy, tươi roi rói lá không hề dập riết một chút nào luôn. Hình tiếp theo là hình số 8. Hình số 8 cũng là ba ngọn cẩm báo lá xếp. Hình này em bán với giá là 110.000. Cô chú anh chị xem này, cái lá rất là tròn, xếp rất là đẹp. Hình tiếp theo là hình số 9. À, hình số 9 nhá. Hình số 9 cũng là ba ngọn lá xếp cực xinh luôn. Đó. Cẩm báo thì hoa vô cùng là thơm luôn cô chú anh chị ạ. Hoa thì rất là bền. Đấy, ba ngọn cẩm báo lá xếp và không có tì vết ở trên cái lá như này. Hình này em bán với giá là 140.000. Tiếp theo là hình số 10. Hình số 10 này em có mấy dề cẩm báo ạ. Rất là đẹp luôn. Một cây mẹ và có ba cây con, tuy nhiên là cây con này nó bị rụng ra rồi này. Đấy, một mẹ và ba con cô chú anh chị nhá. Tuy nhiên có một cái con này rụng ra rồi, nhưng mà khi mà đóng gói thì em vẫn sẽ để cho cô chú anh chị nhá. Hình này em bán với giá 200.000 ạ. 200.000 cô chú anh chị cùng xem cái lá của nó này. Xếp rất là đẹp luôn. Thế cũng rất là xinh. Này thì ghép đũa tuyệt vời luôn. Tiếp theo là hình số 11. Hình số 11 là một mẹ con cẩm báo. Là xếp như vậy em bán với giá là 180.000 nhá, 180.000. Sang hình tiếp theo, hình số 12. Hình số 12 này thì em có 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6, 6 ngọn cẩm báo tất cả cô chú anh chị nhá. 6 ngọn cẩm báo này thì nói chung là nó nhỏ hơn, tuy nhiên này cũng cho hoa hết rồi cô chú anh chị ạ. Có khả năng cho hoa hết rồi nhá. Hình này em bán 120.000. Hình tiếp theo, hình số 13, bán 100.000. Có 1 này, 2 này, 3, 4, 5, 6, cũng có 6 ngọn. Nhưng mà tuy nhiên thì ở bên sau bên này thì nhỏ hơn một xíu nhá. 100.000. Sang tiếp theo hình này là hình số 14, 130.000. Có 1 này, 2 này, 2 ngọn này, 3 ngọn này, 4 ngọn. Nói chung là rất là đẹp luôn của chú ý chị ạ. Lá rất là đẹp. Hình này em bán với giá là 130.000. Có 4 ngọn thôi. Đấy. Sang hình này là hình số 15. Có giá là 140.000. Có 3 ngọn cẩm báo. 3 ngọn cẩm báo. Đây ngọn số 1 này. Quá đẹp luôn. Ngọn số 2, ngọn số 3. Đây hiện tại nó vẫn còn có, đang có, cây này còn đang có hoa đấy ạ. Đấy. Hoa thì rất là thơm và rất là bền luôn cô chú anh chị ạ. Và nhìn kiểu hoa cũng rất là lạ mắt. Tiếp theo là hình 16. Hình 16 thì có 4 ngọn cô chú anh chị nhá. 4 ngọn cẩm báo với giá 140.000. Đây ngọn số 1 này, ngọn số 2 này, ngọn số 3 và ngọn số 4 đây. Có 4 ngọn cẩm báo như vậy em bán với giá là 140.000. Tiếp theo là hình số 17. Hình số 17 có 4 ngọn cẩm báo. À, 3 ngọn này, 2 ngọn bên dưới này. Đó, cái ngọn này thì rất là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Rất là to và rất là đẹp, nhiều cặp lá này. Đấy, khá là nhiều cặp lá. Ngọn này này, ngọn số 1 này, ngọn số 2 này. Và ngọn số 3 này thì em thấy là hình như là mất ngọn rồi. Nên là hình này em sẽ bán với giá là 110.000 thôi nhá.
110.000. Sang hình tiếp theo là hình số 18. Hình số 18 này em cũng có 3 ngọn cẩm báo. 3 ngọn cẩm báo này em bán với giá 150.000. Đây ngọn số 1 đây. Đấy, giá xếp này. Số 2 này. Và ngọn số 3. 150.000. Tiếp theo sang hình bên này là hai ngọn cẩm báo vô cùng đẹp luôn, phải nói như vậy. Một ngọn là ngọn mẹ con cô chú anh chị nhá. Và một ngọn là ngọn rời, rất là to, rất là đẹp luôn. Hình này em bán là hình 19 300.000. Hình tiếp theo là hình số 20. Hình 20 này thì em bán với giá là 200.000, có hai ngọn cẩm báo rất là to đẹp. Đây, mỗi một cái vòi hoa của nó rất là to đùng luôn. Cái cây này thì cái ngọn lá của nó bị thương một chút xíu nhá. Mà nói chung là cũng không ảnh hưởng gì ạ. Tiếp theo sang bên này sẽ là phần phi điệp tím này. Hình số sang bên này sẽ là long tu xuân. Long tu xuân đây. Hình 21 là một giò long tu xuân này. Hình này em bán với giá là 310.000 nhá. Hình 22. Hình 22 này thì em bán 320.000 này. Đó, rất là nhiều đầu ngọn luôn. Hình 33 này. 33 này em bán 310.000. Hình 34. Hình 34 này em bán hình 24 ạ. Hình 22, hình 23, 24 nhá. Đây là hình 24. Hình 24 này em bán với giá là 310.000. Sang hình 25 này sẽ là phần phi điệp tím của vùng Cao Bằng này. Nói chung là phi điệp tím của vùng Cao Bằng thì cái tỷ lệ đột biến khá là cao và cái khuôn bông hoa thì đẹp, cánh bầu bay và nói chung là cái màu sắc cũng rất là đẹp luôn ạ. Cánh sáp nhựa, khuôn bông hoa rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Và đây cô chú anh chị cùng xem một cái bông hoa mà nở tại vườn nhà em. Rất là xinh luôn. Bông hoa này thì nó cũng không phải là đột biến cái gì đâu ạ. Một cái bông hoa rất là bình thường thôi. Nói chung là vậy. Đó, đây là cái bông hoa mà có cái lưỡi rất là to luôn ạ. Lưỡi to đùng luôn này. Đó, bông này thì môi tuyết khá là xinh. Nói chung là em thấy là cái mặt hoa nào thì em thấy là cảm thấy là cũng khá là đẹp và được nhiều người chơi lan rất là ưa thích. Em bắt đầu từ cái hình này đi, là hình số 25 của chú anh chị nhá. Hình 25 này là một cây thì em nghĩ là chơi lá cũng rất là đẹp luôn. Cái này thì cái bản lá của nó phải tầm 7 sen của chú anh chị ạ, rất là to luôn. Đây, nó to bằng cái bàn tay của em luôn đấy ạ. Đấy, nó rất là to, của chú anh chị xem này. Đó, cái hình này một cái cây mà có cái bản lá to, to đại choác luôn. Nói như vậy, hình này một hình khá đặc biệt, em bán với giá 900.000 cô chú anh chị nhé. Hiện tại cái mầm gốc của nó, cái mầm gốc của nó dài khoảng tầm 50 cm rồi, em nghĩ là như vậy. Và cái cây này nó, em nghĩ là nếu như mà nó nở tại vườn thì nó sẽ là một cái giống cây mà vừa hoa và vừa có lá nhé. Vừa có hoa vừa có lá. Bình thường thì những cây mà nó sẽ khi mà nở hoa thì bình thường trước khi nở hoa là nó sẽ rụng hết lá. Nhưng mà cây này em thấy này, nó vẫn còn lá nhưng mà vẫn cho cuống hoa ở đây rồi này. Đó, hình này em bán với giá là 900.000 cô chú anh chị nhé. Mới cây cho bản lá rất là to. Sang hình số 26 là một cây lá mít tuyệt đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Chất lá dày, lá tròn rất là đẹp luôn này, cô chú anh chị xem, một cây lá mít rất là đẹp luôn. Và cái khuôn bông hoa theo em nghĩ thì đây, cô chú anh chị cùng ngắm cái bạt hoa của nó. Bây giờ em quay cái thời gian là buổi tối nên nó lên hình nó không được sắc nét và đẹp lắm. Cái mắt, hai mắt rất là rõ. Đấy, có chia hai cái mắt rất là rõ và môi tiết rất là xinh luôn, cô chú anh chị xem này. Đó. Hình này thì em bán với giá là 1 triệu cô chú anh chị nhé. Cái dòng lan này vừa chơi hoa và vừa chơi lá. Những cây lá mít, thân to mập ú như vậy thì không có nhiều. Hình 26 1 triệu nhá. Hình tiếp theo hình 27. Hình 27 này. Hình 27 này em bán với giá 440.000. Cái mầm gốc này nó dài hiện tại nó là một cái cây thân khá là xanh. Mầm gốc hiện tại dài gần khoảng tầm 40 cm rồi cô chú anh chị nhá. Đó, hình 27. Khoảng tầm khoảng gần 40 cm rồi ạ. Hình này em bán 440.000. Hình tiếp theo là hình số 28. Một cái hình thân xanh của chú anh chị ạ. Hình này. Đó. Hình này em bán với giá 440.000. Hình 29, một cái hình mà đang nụ này. Đó, đang nụ. Đấy, cái nụ của nó là như vậy này. Hình này, cái lá xếp rất là đẹp luôn. Cái chất lá xếp đẹp. Hình này em bán với giá là 460.000.
Hình tiếp theo là hình số 30. Hình số 30 này, một cái cây thân quá là nù luôn, ngắn nhất là nhưng mà rất là nù. Cái này nở hoa rồi nhưng mà thân hiện tại còn rất là mập ú như vậy này. Ngắn ngắn thôi nhưng mà rất là nù luôn ạ. Hình này em bán với giá là 250.000 nhá. Hình 31, một cái cây chất lá rất là đẹp luôn. Hình 31 này em bán với giá là 280.000. Hình 32, hình 32 này một rễ kèm theo rất là nhiều thân già, em bán với giá 200.000. Hình tiếp theo hình 33. Hình 33 này 220.000. Đấy, thân xanh khá đẹp. Kèm theo một cây nhỏ trên này nữa. Hình tiếp theo là hình số 33. Hình 33 này thì em thấy, đây, cô chú anh chị nhìn ạ, cái thân của nó có thích không ạ? Quá là rụt luôn như vậy. Em thấy là những cái cây mà rụt như thế này thì thực sự là không có nhiều đâu. Những cây quá là rụt luôn, cô chú anh chị xem này. Và chất lá cũng rất là dày luôn. Nói chung là một cây khá là đặc biệt. Đấy, rất là to, rất là rụt luôn cô chú anh chị ạ. Nên nhìn những cái bông hoa của nó này rất là sát nhau, khi mà nở hoa thì vô cùng đẹp luôn đấy ạ. Cái hình 33 này em bán với giá là 1.250.000 cô chú anh chị nhá. 1.250.000 cho một cái dề thân nù. Thân này thì về nhà cô chú anh chị chăm chắc phải phi 21, em nghĩ là như vậy. Nó rất là to luôn cô chú anh chị ạ. Vừa to vừa rụt. Hình tiếp theo là hình số 34. Một dề thân lá rất là đẹp này. Đó. Hình này em bán với giá là 280.000 nhá. Hình tiếp theo là hình 35. Một dề này với một kia ở trên. Hình này em bán với giá 350.000. Cái dề này thì có rất là nhiều thân già kèm theo. Đó. Hình này em bán 350.000 nhá. Hiện tại mầm gốc của nó dài trên 20 cm rồi ạ. Hình tiếp theo là hình số 36 này, 300.000. Đang còn hai nụ để cô chú anh chị có thể về ngắm hoa này. Có một số kia ở trên này. Đó, ba kia ở trên nhá cô chú anh chị nhá. Cái chỗ này thì đây, cái thân già này trước đây không biết là va chạm vào đâu nó bị gãy ra này. Thì hiện tại nó lên kia này, cô chú anh chị có thể cắt ra để vào chậu nhá. Về cắt ra để vào chậu ạ. Tiếp theo là hình số 37. 37 cũng là một cái dề đang nụ. Cái dề đang nụ này. Đấy, nói chung là cũng có khá nhiều nụ, tuy nhiên vận chuyển đóng gói từ rừng về nó hỏng mất nụ rồi. Hình này em bán với giá là 450.000 nhá. Và hàng này thì nó rất là nhiều thân già kèm theo này. Và cô chú anh chị biết rồi, cái thân già thì nó rất là lợi. Mỗi một mắt ngủ sẽ cho một cái ki, mà một ki thì có thể có giá trị lên đến 100.000 ạ. Nên là những cái này với những cái nhà vườn thì nó rất là giá trị luôn. Hình tiếp theo hình 38. Hình 38 có là một cái hình có mặt bông to đùng luôn cô chú anh chị xem này. Cây thì không to lắm nhưng mà cái khuôn bông hoa thì rất là to luôn. Nên em mới bảo là rằng là cái hoa của vùng Cao Bằng, cái đặc điểm là cái bông hoa nó rất là to cô chú anh chị ạ. Đó, môi tuyết rất là xinh, hai mắt rõ nhá. Đấy, cái hình này em bán với giá là 400.000 ạ. 400.000 cho dề này, khá là nhiều thân già kèm theo. Hình 39. Hình 39 này em bán với giá 250.000. Hình 40, 3 kiến 200.000. 3 kiến 200.000. Hình 41 có 2 dề, 2 dề này em bán với giá là 220.000. Hình 42, 42 này có 2 kiến, 2 mặt hoa khác nhau đây ạ. Đấy, cái lá này bị hỏng mất một cái lá ngọn nhá, nhưng mà chưa phải hỏng ngọn gì đâu ạ. Hình này em bán với giá là 220.000. Hình tiếp theo hình 43, hình 43 một dề 2 kiến 200.000. 200.000. Hình tiếp theo hình 44, hình 44 hai cái kiến này chắc chắn cũng sẽ có hai mặt hoa. Đấy, cô chú anh chị nhìn thấy rồi này, một kiến thân xanh, một kiến thì thân tím hơn. Hình này em bán với giá 260.000. Hình 45. Hình 45 đây, một cái rề thân hiện tại thì khá là dài rồi, nhìn như vậy thôi nhưng bông hoa của nó rất là to luôn cô chú chị ạ. Nhìn này thì hình này em bán với giá là 350.000 nhá. 350.000 kèm theo rất là nhiều thân già này. Mầm tơ hiện tại dài trên 20 cm rồi. Hình tiếp theo hình 46. Hình 46 này cũng đang có hai nụ nhưng mà chắc là hai nụ này không chơi được rồi. Không biết là còn chơi được hay không đây, hai nụ này. Đấy, lá dày dặn rất là đẹp. Hình này em bán 400.000 nhá, kèm theo nhiều thân già. Hình 47. 47 một cái dề kèm theo khá là nhiều thân già đấy ạ. Này, kèm theo nhiều thân già và hai cái kia ở trên này, hai kiến ở trên này. Hình này em bán 500.000, kèm theo nhiều thân già về cô chú anh chị ươm kia rất là thích luôn. Hình tiếp theo hình 48. Hình 48 này. Dề này cũng một dề như vậy em bán với giá 330.000 nhá. Mầm gốc này dài trên 20 cm hết rồi. Hình tiếp theo là hình số 49. Hình 49 này là một cái dề, cái thân lá như vậy rất là khỏe luôn và nhiều thân già kèm theo. Bán 360.000 cho dề này. Đấy, 360.000. Hiện tại mầm gốc này dài khoảng tầm 30 cm rồi ạ. Hình tiếp theo là hình số 50. 50 này mầm gốc dài trên 20 cm. Đấy, 350.000 nhá. 350.000 ạ. Đây cô chú chị nhìn này. Đó, những cái mắt thân đốt ở trên nó mọc ra ki như thế này này. Đấy, trên này em thấy có 2 ki nhá.
Ki này thì đang đang lên mầm mới mới này. Đó, ki trên này. Hình tiếp theo hình 51 này. Hình 51 này em bán với giá là 300.000. Mầm gốc dài trên 20 cm hết rồi. Hình 52, hình 52 này em bán. Đây kèm theo nhiều thân già, hình này 350.000 ạ. Cũng dài khoảng tầm 30 cm rồi mầm gốc. Hình tiếp theo hình 53 đang có một nụ to đùng này. Biết là có được chơi hay không? Hình 53 này em bán 200.000. Hình 54. 54 đây, mầm gốc dài trên 20 cm hết rồi. Đấy. Hình 54 này cũng rất là mập khỏe, em bán 330.000. Hình 55 ba kiến nù ạ. Ba kiến rất là nù luôn. Đây kiến này quá là nù luôn ạ. Tuy nhiên thì em thấy là cái này này thì hình như là cái nụ cái cây này ở trên rừng nó hỏng mất rồi nhá, cái kiến này này. Về đợi mầm mới thôi. Phát triển hoặc là cắt cái thân già ra để ươm ki này. Một kiến thứ hai này, kiến thứ ba đây. Đấy. Nói chung là ba kiến này khá là đẹp cô chú anh chị ạ. Chất lá đẹp, dày, cứng. Hình này em bán là 280.000 nhá. Hình 56. 56 một thân với một mầm gốc dài khoảng 30 cm em bán 330.000 ạ. Hai ki ở trên nữa. Hình 57. 57 đây có ba kiến này. Có ba kiến, đây ba kiến khỏe mập nhá cô chú anh chị nhá. Ba kiến rất là khỏe mập. Hình này em bán là 280.000, thêm một cái này nữa. Một cái dề này nữa không biết là cô chú anh chị về ươm có nó có lên hay không này. Hình tiếp theo là hình số 58. Hai cái dề chất lá dày dặn đẹp. Hai kiến chất lá dày rất là đẹp luôn, hình này 260.000. Hình số 59 có 5 kiến nhỏ nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 kiến nhỏ. 5 kiến nhỏ này cô chú anh chị về trăm em bán với giá 220.000 này. Hình tiếp theo, hình số 60. 60 này cũng có 5 kiến nhỏ nhá. 1 2 3 4 5 có 5 kiến nhỏ cũng 220.000 ạ. Hình 61. 61 này em có một kiến tím ngắt này. Chỗ này có hai kiến này, hai kiến mini này, thêm một kiến này nữa. Wow. Chỗ này 4 kiến tất cả, em bán 280.000 ạ. Thì thân thì rất là mập nù luôn, không biết là kiến nó lên có mập nù như thế không. Cô chú anh chị xem này. 280.000. Hình tiếp theo thì 62. Hình 62 này có 5 kiến nhá, 5 kiến khỏe ạ. Đây, 1 này, 2 3 này, 4 5 này, đấy, 5 kiến khỏe đẹp, khá là đẹp. Có 4 kiến khỏe hơn còn 1 kiến có vẻ yếu hơn. Hình này em bán với giá là 330.000, 5 kiến. Hình số 63. 63 này em có hai dề rất là nù luôn cô chú anh chị này. Vừa nù vừa rụt này. Kiến thứ nhất này, kiến thứ hai này. Đấy, rất là nù, hiện tại thì đang độ phát triển nó chưa phình thân nên là chưa cảm thấy cái nù. Mà khi nào nó phình thân thì bắt đầu nó mới mập ra, nhìn rất là mập luôn. Hình này em bán với giá là 290.000, hình 64. 64 đây, hai kiến đẹp này em bán với giá 240.000. Hình 65. 65 em bán với giá là 350.000. Một dề này 350.000 đang một nụ này. Nụ này khá là xanh. Hình tiếp theo hình 66. Hình 66 đây. Hai kiến đây nó sẽ cho hai cái mặt hoa đây, hai kiến nù chú anh chị ạ. Đấy, hai kiến nù nhá. Hình này em bán 260.000. Hình số 67. 67 một dề này với một bông hoa sắp tàn khá là tím đậm như này. Chất lá dày dặn đẹp em bán 380.000 nhá. Hình 68 đây. 68 này em bán 200.000, một dề kèm theo rất là nhiều thân già luôn, chất lá dày dặn đẹp. Kèm theo rất nhiều thân già thì cô chú anh chị có thể thử nghiệm kích ki và ươm nhá. Đó, vậy em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại nhà em có này. Mong được sự ủng hộ của tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Và đây em xin được quay lại những cái mặt hàng hiện tại mà bên em có những mặt hàng kg cây giống này, hoàng hậu, lan hoàng hậu này, lan Barbie này, đen đô xuân này, hàng về hôm nay về khá là nhiều. Rồi là hạc vĩ thiên cung nữ bố này. Rồi cầm báo, rất là nhiều hình cầm báo này. Rồi là cái cây gì đây nhỉ? Cây này là cây giả hạc pháp này. Hạc vĩ này. Nghệ tâm này. Rồi là vẩy rồng. Hồ điệp rừng. Hồ điệp rừng. Ngọc thạch. À đâu, không phải ngọc thạch mà là cái gì đây nhỉ? Ngọc thạch ba màu em có nhá. Ngọc thạch ba màu này. Rồi là phi kiều vàng này. Hoàng lạp này. Đai châu rừng này. Rồi là quế tím bạch ngạn, đuôi chồn rất là đẹp luôn. Chúc cô chú anh chị có một buổi tối thật là vui vẻ ạ.